Nhóm Phụ Nữ Miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay mình với lại Ngân đang có mặt ở nhà của chú Năm nè. Để chú vô đi chú. Dạ. Chú vô đi. Chú vô nhà nha. Dạ. À vô dạ. Tụi con ra đây để chú bẻ lái ha. Chú đi đâu mới về hả? Đi ra chứ. Đi nhà đi kia kìa. À. Rồi quay cái lúc xe vô trước. Dạ. Thôi chú vô nhà trước đi nha. Ui, trời khó khăn quá. Thì hôm nay rất là may mắn luôn các bạn ơi, khi mà được sự cảm thông của Mạnh Thường Quân, đó là anh Lâm Hoàng Nguyễn, thì muốn hỗ trợ đến cho gia đình của chú Năm một cái nhà vệ sinh để mà giúp cho chú với lại bà có thể đi lại dễ dàng hơn. Thì hôm nay mình với lại Ngân sẽ đến báo tin vui cho chú nha. Mời các bạn cùng vô nha. Ôi. Rớt. Dạ. Chú xuống được. Khó khăn quá. Vô đi em. Cho chú vô. Bà ơi. Bà con mới tới. Chào bà. Bà nhớ tụi con không? Nhớ. Con lên hoài lên nhớ con. À con lên hoài nhớ con ha. Nay khỏe không bà? Khỏe con. Dạ. Yeah. Chú Năm xích lại đây ngồi chung với lại bà nha. Dạ, hôm nay thì rất là may mắn luôn khi mà tụi con lại đến thăm bà với lại chú nữa. Bà khỏe không bà? Khỏe con. Khỏe ha bà? Dạ, còn chú Năm thì sao, có khỏe à, không? Khỏe ha. Dạ. Không có đau ốm gì. À, không có đau ốm gì hết. Dạ, thì dạo này sinh hoạt vẫn bình thường hả chú? Mình vẫn đi cái nhà vệ sinh cũ đúng không chú? À. Coi như hổng gầy là mỗi lần bà đi vệ sinh thì cũng phải xuống sông như lúc trước ha. Dạ. Bữa nào cũng xuống hết. Bữa nào cũng đi, cũng đi theo bà. Vậy là chú phải dắt bà đi xuống dưới sông. Có bà chị là... Dạ, cái cô Năm hôm trước kia dắt đi. Cô Ba. Cô Ba, dạ, rất là bất tiện và khó khăn luôn hả chú? Cũng khó khăn con ơi. Dạ. Lớn tuổi rồi đi cầu dốc phá. Đi bả già cả phải có người đeo dắt luôn. Dạ đúng rồi. Có mình nè. Tội nghiệp quá. Mà yếu ở trong mình già, nó yếu. Dạ. Yếu quá rồi nên là bất tiện quá trời thứ luôn. Dạ. Hôm nay chú Năm có đi giăng lưới không hay là có kiếm trẻ củi gì không? Quá, không có đi. Mưa quá. Có cáo nước lên quá. Nước lặn giật á, cạn. Dạ. Chú ơi với lại bà ơi, hôm nay thì tụi con đến á cũng thăm lại bà với lại chú nha. Sau thì tụi con cũng muốn báo cho bà với chú một cái tin rất là vui luôn. Khi mà cái mong muốn và cái ước mơ của bà và chú đó. Ước mơ là gì chú nói lại cho con biết được không chú? Mơ được cái nhà cầu cũng rất là mừng. Dạ, ước mơ là có được một cái nhà vệ sinh để cho bà đi lại. Chú rất là thương bà luôn á, muốn cho bà tiện lợi hơn. Dạ, nên là mong muốn của bà và chú thì hôm nay chắc là thành sự thật rồi đó. Thì có một vị Mạnh Thường Quân đó chú Năm, đó là anh Lâm Hoàng Nguyễn, thì rất là đồng cảm với trường hợp của chú và bà luôn, nên là muốn hỗ trợ giúp đỡ để cho bà và chú có được cái nhà vệ sinh để mà đi lại dễ dàng hơn á. Dạ. Dạ. Thì hôm nay á giúp đỡ cho tôi gì dạ. Đó. À, cái này là Mạnh Thường Quân là anh Lâm Hoàng Nguyễn giúp cho bà đó nha. Dạ. Thì con với lại Ngân đến á có dắt theo một người đó là anh Gốc á, là chú thợ á, thì cũng được anh Gốc vô đây xíu nha anh. Dạ. Thì đây là chú thợ á. Dạ, chào anh nha. Dạ, chào anh. Thì anh Gốc này cũng được sự giới thiệu ở chính quyền địa phương á, thì cũng là một người thợ xây dựng ở đây nên là cũng hiểu rõ gia đình của chú. Dạ, anh Gốc chắc là biết đến chú mà đúng không? Biết. Dạ. Cũng là bên nhà chú. Dạ. Vậy bây giờ mình đi vô trong một chút xíu nha, mình coi cái nhà vệ sinh đi ha anh. Dạ. Mình đi nha anh. Dạ. Chú ở đây đi nha, tụi con vô một xíu nha. Dạ. Có cô Ba ở nhà không hả chú? Không có. Hôm trước thì được cô Ba dắt. Dạ, thì cũng biết là nó nằm ở trong đây nè, anh Gốc ơi. Không biết nó nằm ở đâu. Ở chỗ đó có sáng sáng điện. Hôm trước là... Đây.
đây chỗ này nè anh Gốc, hôm trước á, được cô ba dắt á, thì chỉ là cái nhà vệ sinh là nằm ở đây nè. Dạ, thì nhà vệ sinh này á, là chỉ có đâm một cái lỗ á, ở dưới đây nè để cho bà đi tiêu đi tiểu thôi à, thì rất là khó khăn luôn. Thì hai bên á, thì chỉ được dừng bằng thiết thôi. Dạ, rồi mọi thứ á, làm đi sinh hoạt là nó đều ra cái hầm ở ngoài đây hết á. Dạ, nên là khó khăn lắm. Ô nhiễm môi trường mà vừa bất tiện cho bà nữa. Còn nếu mà bà muốn đi đại tiện thì phải đi xuống sông. Thì không biết là nếu mà xây dựng thì mình làm như thế nào, anh có thể nói sơ qua được xây không? Thì mình đào móng xây hầm tự vệ là ngang 1,5 m dài 1,8 m. Dạ, mình đào móng là mình đào xuống khoảng bao nhiêu hả anh? Đào xuống mặt mặt sàn xuống 1,6 m. À, đào ở dưới đây xây, tới đây là mình lên trên, mình xây lên ở trên rồi mình mới đặt bàn cầu. Dạ, vậy là mình đào móng ngang. Mặt sàn là 1,6 m. À, 1,6 m. Dạ. Rồi mình đào cái móng đó là 1,6 m, rồi sau đó mình lên ở phía trên. À, lên trên dạ. Vẫn xây 1,5 m, dài 1,8 m. Dạ. Vậy là dài là 1,8 m, còn rộng là 1,5 m. 1,5 m thì chiều ngang này, dài là 1,8 m. Chiều ngang đây sẽ là 1,5 m, còn dài lên là 1,8 m. Không em, ngang này 1,5 m nè, dài 1,8 m, tại mình nói cho máy ra được. Chứ rồi, ngang nữa thì nó qua đất người ta ha, là nó dư của nó thì nó. Chiều lên thì sao anh? Chiều lên thì sao? Chiều lên thì 1,8 m. À, 1,8 m. Dạ, nên mình phải dỡ toàn bộ cái này ra mình làm lại hết. Dỡ toàn bộ hết. Dạ. Rồi ở phía trong á thì mình xây hai bên là mình xây gạch đúng không anh? Hay là gạch xây xung quanh hết, ở đây mình gắn cửa. Gạch thì tường mình ốp gạch. Vậy là mình có dán tường luôn. Có. Dán tường là mình dán cao khoảng bao nhiêu ha? Cao 3 miếng. 3 miếng. Dạ, vậy là dán 3 miếng là em thấy cũng vừa tầm rồi đó. Vừa. Nó sạch sẽ hơn là mình không đúng dán á, nếu mà mình không dán thì nó sẽ dơ hơn á. Dạ, còn anh tính gắn cái bồn cầu là gắn như thế nào á? Có cái kiểu nào mà cho bà dễ ngồi không? Bàn tiện cầu lợi thì, cho bàn cầu ngồi. Bàn cầu ngồi ha. À, ngồi. Dạ, là sẽ dễ dàng hơn cho bà. À, còn cánh cửa? Cánh cửa thì mình gắn cửa mũ. Dạ, gắn cửa mũ, đỡ chi phí ha. À, đỡ chi phí. Dạ. Còn cái phần sàn ở dưới thì anh có lót gạch không hay là anh chỉ tráng xi măng thôi? Ở dưới vẫn lót gạch luôn em. Dạ, nhưng mà kiếm cái gạch nào nó đừng có trơn quá. Gạch nhám, đúng rồi. Nhám. Có cái loại gạch 3D nó. Vậy là ở dưới là mình sẽ dán gạch nhám, ở bên đây là mình cũng có gạch để ốp tường. Vậy là một cái nhà vệ sinh cũng tương đối là hoàn thành rồi đó. Rồi. Dạ, bây giờ mình ra một chút trước chút xíu nha anh. Chào cô ba nha, cô ba ra trước đi nha cô. Cô ra trước với tụi con nha. Qua đây ngồi đi anh, qua đây ngồi cho nó dễ hơn á. Ngồi đi cô. Cô ba ngồi luôn nha. Thì nãy giờ cũng đã dắt anh Gốc đi tham quan một vòng cái nhà vệ sinh cũ của nhà chú Năm với lại bà rồi đó. Thì không biết là anh có tính chi phí là hoàn thành luôn là bao nhiêu không hả anh? Kể là từ phần hay là tổng luôn chi phí? Dạ. Từng phần luôn đi anh. Kể từ phần ha. Dạ. Gạch là 2.000 viên gạch. Sắt thì 6 cây sắt 10. Gạch. Gạch ốp tường 10 m. Dạ. Xi măng 25 bao. Bàn cầu 1 cái. Dạ. 6 khối cát và 1 khối đá. Dạ. 1 cánh cửa 600. Dạ. Tổng vật tư là 10.340.000. Dạ. Với lại công thợ là 4 triệu là 14.340.000. Anh có thể cho em mượn tờ giấy được không? Đây là cái tờ giấy mà anh Gốc đã ghi ra rõ ràng nè. Thì đây là chính xác luôn chưa anh? Chính xác. Dạ, chính xác luôn là tiền vật tư thì 10.340.000. Còn công thợ là 4 triệu thì tổng cộng là 14.340.000. Dạ, là tổng số tiền luôn. Thì không biết là có bớt đồng nào cho gia đình anh với lại bà được không vậy anh Gốc? Tại vì mình làm ở đây là cũng làm cho những người khổ đó. Mình cũng lãnh cái giá sát, ví dụ như cái nhà như thế này là từ 5-6 triệu. Thì cái nhà 1,5 m, 1,8 m như thế này là 4 triệu là cũng như anh đi làm công thôi chứ không có lời. Vậy là cũng chắc là cũng quen biết rồi, cũng biết chú Năm như thế nào nên là cũng giúp đỡ thêm á. Tính... Tại vì em biết không, có nghĩa là ở dưới nó đào cái móng nó cực. Yeah. Nằm dưới cái máy hầm á, rồi vật tư vận chuyển mình vẫn khó, những nghĩa là cái giá gì là thì anh là cũng như đi làm công chứ không có lời. Yeah. So với người khác. Là khoảng bao nhiêu ngày thì mình hoàn thành cái nhà vệ sinh này? Cái nhà nếu mà không có mưa gió ổn định á, thì mình làm cỡ khoảng 6 ngày.
còn ừ. còn có mưa gió nữa thì không biết thời tiết hay thất thường. À, chị làm nếu mà không có mưa nắng bình thường nắng thì bình là thường khoảng 6 ngày. Dạ còn dự trù cho mưa đi là tầm khoảng 8 ngày đến 10 ngày được không anh? Rồi, trong cỡ đó nha. Dạ em hy vọng là anh sẽ làm cùng với mấy chú họ khác đó, càng đúng sớm rồi. Càng tốt cho gia đình của chú với lại bà. Tôi dạ. Tôi hoàn thành sớm để mà cho bà với chú đỡ hơn. Đúng dạ. Rồi. Thì không biết là anh có phải ứng giúp phần nào để mà lo liệu tiền vật tư hay là gì không? Nếu mà có mua vật tư ứng trước thì ứng ít trước cũng được để mua vật tư. Dạ thì hôm nay là tụi em đến đây thì cũng có đem thêm một số tiền của Mạnh Thường Quân. Thì em ở đây có trước là 7 triệu thì không biết là có thể ứng cho anh được không ạ? À? Dạ. Còn 7 triệu thì mình mua 7 triệu rồi thì mình mua tới rồi cái mình trả luôn dứt điểm luôn cũng được. Dạ, vậy làm tụi em sẽ đưa trước cho anh gốc là 7 triệu. Rồi cái số tiền còn lại khi nào mà hoàn thành xong hết á thì tụi em sẽ gửi thêm nha. Rồi. Dạ, đây em gửi cho anh nha. Đây. Anh cầm giùm em nha. 2 triệu, rồi 3 triệu, 4, 5, 6 và 7. Dạ rồi, em gửi cho anh. Dạ. Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Hy vọng anh sẽ làm càng sớm càng tốt hoặc là đẹp nha. Dạ. Còn bên đây thì bà quay trở lại với bà và chú nè. Thì không biết là bà thấy làm sao bà? Bà hãy có thấy vui không khi mà 6 ngày nữa là mình có nhà vệ sinh rồi đó? Vui lắm con. Vui. Dạ. Còn chú Năm có muốn gửi một lời nào đó đến anh Lâm Hoàng Nguyễn không? Người mà đã giúp đỡ để cho chú có được một cái nhà vệ sinh nè. Nói với ảnh là cũng rất là mừng. Dạ. Nữa ảnh cũng vô vậy. Dạ. Không, anh ở xa lắm không? Chỉ gửi tiền về để giúp đỡ thôi à. Thì chú cứ gửi lời cảm ơn đi là ảnh sẽ thấy à. Không, ảnh không có tham quan được. Thì tụi em sẽ tìm cách để mà cho ảnh thấy nha. Dạ. Bà đừng có buồn nha. Dạ, đừng có xúc động nha. Không có gì đâu con. Dạ, từ giờ là mình không có phải xuống sông, không có sợ té nữa rồi. Với lại cũng không sợ mưa nắng nữa. Dạ, anh Lâm Hoàng Nguyễn. Lâm Nguyễn hả? Dạ. Nói với ảnh cũng gửi thầy thăm ảnh. Dạ, thăm nha. Rồi. Rất mừng. Dạ. Nói thở vô làm à. Dạ, vậy rồi là bây giờ thợ cũng đến rồi. Thì 6 ngày nữa thôi là gia đình bà với lại chú sẽ có được nhà vệ sinh nha. Thì sau đó thì khi nào hoàn thành xong hết đó, thì con với lại Ngân sẽ trở lại để mà thăm bà với lại chú. Dạ, thì bây giờ tụi con xin phép được về trước nha. Dạ, nhóm cũng xin chân thành cảm ơn anh Lâm Hoàng Nguyễn vì đã hỗ trợ giúp đỡ để cho bà và chú có được một cái nhà vệ sinh, giúp cho tiện lợi hơn. Thì chúc cho anh có nhiều sức khỏe nha. Dạ, rồi về nha, con về nha. Dạ, con về.